Mẹ đến rồi ạ? Con. Mẹ ơi, vợ chồng con đã chuẩn bị sẵn một phòng riêng cho mẹ rồi. Tối nay mẹ ngủ với cô Hà giúp việc. Có gì mà chân mẹ đau mà muốn lấy cái gì mẹ cứ bảo với cô Hà giúp việc. Đúng rồi đấy ạ. Ăn đi con. Vâng. Không ăn được. Con cũng cố ăn vào để cho cháu nó còn lớn, rồi sau này còn có sức mà đẻ chứ con. Yếu quá. Đã thế thì còn lười ăn nữa. Hỏi làm sao mà không ngấm nghén chứ. Mẹ, cùng là phụ nữ với nhau, sao mẹ phải nói khó nghe thế? Cháu của mẹ thì cũng là con của con thôi, con có muốn nghén như thế đâu. Chị Hà, chị vào đi. Bà ổn không chị? Bà đang ngồi xem phim ngoài cái kia. À, có Hiếu này, tôi muốn tăng lương. Mới một tháng mà đã đòi tăng lương à? Thì có nghĩ mà xem, ngày nào tôi cũng phải thức đến đêm để nói chuyện với cả bà. Tăng lương cho tôi là đúng rồi, gì nữa. Đúng không cô Xuân nhỉ? Bây giờ ý chị là sao? Mình tăng lương cho chị ấy cũng được mà anh. Em thấy chị Hà làm việc cũng vất vả, mình tăng cho chị ấy một chút cũng sao đâu anh. Hôm nay em dễ tính lạ thường luôn đấy. Thôi, tôi xin phép. Xuân, chuyện này là sao? Tại sao em đưa tiền cho chị ta? Chị ta tống tiền em đúng không? Anh sẽ đưa chị ta ra công an. Này, cậu chưa rõ chuyện gì mà cậu đã bênh vợ cậu thế à? Đấy không phải việc của chị. Xuân là vợ tôi, còn chị chỉ là người ngoài thôi. Đây đến nước này rồi, tôi không còn gì để mất nữa. Đấy, tôi gửi cho cậu rồi đấy, cậu tự xem đi. Em xin lỗi, em không cố ý làm mẹ ngã. Mời chị ra khỏi gia đình tôi. Cậu, tôi không xử lý vợ cậu đi à? Chị không đi tôi báo công an đấy. Lần sau có chuyện gì em phải nói với anh, đừng để người ngoài xen vào chuyện gia đình mình. Tại vì em sợ. Con xin phép bà, con đi đây ạ. Cũng tại mẹ nuông chiều nó quá để cho nó lên mặt với các con. Vợ con ý thì chỉ muốn dĩ hòa bí quý, làm cho mẹ vui nên mới thỏa hiệp với cô ta. Mình là người một nhà, có cái chuyện gì anh phải hỏi đầu hỏi đuôi chứ. Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con.